Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Và trong clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến anh em một đôi loa. Trong clip trước Khôi đã lên sóng, đó là đôi loa AR, một trong những cái thương hiệu được xem là nổi tiếng đình đám trên toàn thế giới lúc bây giờ. Và hiện tại thì nó là một trong những cái thương hiệu ăn khách nhất trong dòng loa cổ tại Việt Nam. Vừa hay, vừa là có giá trị về sưu tầm cũng như là rất nổi tiếng. Tuy nhiên trong clip này thì Khôi sẽ giới thiệu anh em một đôi loa được xem là hàng hiếm anh em, một model 3 tấc, cũng giống như với AR3, cũng giống như với AR các thứ, nhưng mà nó là dòng monitor hay còn gọi là dòng kiểm âm. Cặp loa AR58 BXE là hết số này, thì trên thị trường nó sẽ có là AR28, 38, 48, nhưng mà AR58 là không có nha, hiếm lắm, chỉ xuất hiện một vài cặp trên đầu ngón tay thôi. Và đặc biệt là cái mức giá rất rẻ, vì hiện tại Khôi về rất nhiều hàng nên là Khôi muốn bán bớt để thu hồi vốn, để trả nợ chứ không có gì hết nha. Thì cặp loa này anh em nó cũng rẻ hơn thị trường, cũng 3-4 triệu, vì ở đây Khôi thu hồi vốn nên là bán bằng vốn hoặc dưới vốn anh em, lộ thêm tiền làm gân đồ chẳng hạn nhé. Thì anh em xem chi tiết để Khôi sẽ nói rõ hơn về món hàng này. Khôi để luôn cả lưới e căng cả tem này, zin nguyên bản tuyệt đối ha, e căng zin lưới zin. Đây lưới hột này, đưa gần anh em cùng xem là lưới hột nhé, đó e căng vàng, tem vàng anh em nhé, tem nổi tem vàng. Rồi bây giờ Khôi lột ra nhé, đó ok chưa, đó đây loạt cực kỳ đẹp, được xem đẹp xuất sắc đây này, đẹp xuất sắc ha. Bát 3 tấc đây, cái bát này nó hoàn toàn giống với AR3 nha. Nó chỉ có khác là chung giấy và chép đôn. Rồi Khôi tháo cái này luôn để anh em cùng xem. Đây anh em ha, đẹp, còn đây tem đầy đủ này. Đó, đây mình nhìn từ xa một chút để mình xem cặp loa. Đây, cặp loa đồng chất đồng màu, tại vì series nó chỉ cách nhau một vài số thôi, 4 số, 3 số gì đó, nên nó hoàn toàn là 100% là giống nhau kể cả đường vân. Anh em lưu ý những cái dòng này trên thị trường cũng đang bán, tuy nhiên là nó bị lệch màu anh em nhé, lệch màu gỗ này, lệch màu bát vì nó khác đời. Còn cặp này là đẹp. Thì nói sơ về cặp này thì cặp loa này là digital monitor, còn gọi là loa kiểm âm, mình nói từ nôm na. Thì trong cái dòng AR thì nó sẽ có nhiều loại anh em, để mình phục vụ cho nhiều đối tượng. Thì cái cặp loa này là loa Mỹ, nhưng mà theo các cái thông số là nó là xuất cho thị trường của Âu, châu Âu á, châu Âu thì nó phải là sử dụng chất đôn, châu Âu là nó không có sử dụng chất giấy nha. Và nó chất đôn á, thì khi mà về Việt Nam á thì nó sẽ phù hợp cho những người đánh bolero nha, đánh bolero nó phải là chất đôn thì nó mới hay, vì nó mới bén tai được. Còn mình nghe nhạc vàng xưa thì mình nghe sẽ chất giấy, nên nó mỗi cặp loa nó sẽ có một cái hay riêng, chứ không phải là AR3 bánh bò bánh tiêu nó là hay nhất hay là AR gì, mà quan trọng nhất là nó hợp với đôi tai của mình anh em nha. Ví dụ như một số dòng loa nó sử dụng chất đôm, ví dụ như JBL này cũng trực chất đôm này, rồi HBM như vậy thì nó phổ biến và nó bén tai ha. Đó, hai cái mic và cái chép nằm trong một cái bảng này, nó rất là đẹp, thiết kế rất là gọn gàng anh em nha. Đó thì gân thì gân mút mình phải thay, nó thay Việt Hùng nha, Khôi thay Việt Hùng. Cặp gân mút là 400 ngàn này, thêm cái gân mít nữa là gần 600 ngàn này, nên là nó tốn kém, nhưng mà mình thích những cái đồ độc đáo, những cái đồ mà có giá trị, nên là và ship về để phục vụ này. Loa đẹp xuất sắc luôn, không có xì ba tuốt tác anh em nha, không có xì ba, còn luôn cả cái tem của nhà sản xuất này, đó tem xuất xưởng số series này, 24 này, 58 BSI này, đẹp. Cái đời này nè, nó sử dụng cụ tròn nha, nó không giống như bên thằng AR3 là cụ vuông, cụ bánh trưng khó quấn, còn cụ tròn rất là dễ quấn, nghe bolero rất là mềm mại. Đó, bên này cũng vậy nè, tuyệt vời ha. Đây, loa là đẹp và vung vức thật sự luôn, chứ không phải là khen, không phải ca ngợi, nhưng mà nó là đẹp thật. Đó, rất là đẹp luôn. Cầu loa thì anh em có thể cắm vào ha, cắm vào hoặc là sử dụng bắp chuối đều được. Tuyệt phòng, tuyệt vời. Ở dưới này nó có một cái chân anh em nha, dưới này có một cái chân ở dưới nó bằng đó, để mình kê này, mình sờ nó hỏng này. Đó, bên đây cũng vậy đây này, có số series nha. Đó,
nên là anh em yên tâm là 05445 này, còn bên này là 05441 này ha. Rồi, tuyệt phẩm đây, anh em cùng xem từ xa này. Rất rất đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Đến bolero hết sảy này. Đến bolero không còn gì để chê. Cặp này nó cao. Đó, cái ngoài hình nó cũng đẹp. Anh em về những người thích mà trưng bày ấy, rất đẹp đây. Có đẹp từ xa anh em cùng xem. Thấp xuống luôn tí này đó, thấy không? Rất là đẹp. Mình nhìn nghiêng. Đó, nhìn các góc cạnh này. Đẹp, màu gỗ nó là cổ điển và phù hợp với cái nhu cầu chơi và trưng bày của người Việt Nam anh em. Đó. Duy nguyên bản tuyệt đối đẹp gần như xuất sắc, series cất nhau 4 số, tất cả mọi thứ là hoàn hảo. Thì cái cặp này nè, những cái năm trước thì cũng đạt cái mức giá 18 triệu rưỡi, 19 triệu ha. Thậm chí là một số shop có thương hiệu cao á, họ bán tới 20 triệu. Đó, nhưng mà Khôi ship về trong cái đợt hàng này rất là nhiều. Về tới gần 100 cặp loa. Đó, nên là mình sẽ có nhiều cái vấn đề giống như chiếm chỗ này, Sài Gòn nhà nhỏ này. Thứ hai nữa là vốn này. Mình phải xoay vốn nữa nè. Anh cũng thấy là Khôi bán rất 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 nhiều thứ này. Đó, nào. Chứ không phải là một ngày thì Khôi đang 5-6 món trên YouTube. Đó, nên là mình phải xoay vốn để trả nợ chứ không có gì hết. Nên là Khôi cặp này Khôi sẽ bán giá vốn nữa nè, 16.500.000. Trong đó là mất hết 600.000 là tiền làm gân rồi. Đó, thì cặp loa nó còn có 16 triệu thôi nè. Trừ đi một kiện hàng từ bên Cam về mất 1.4 triệu cho tới 1.5 triệu. Đó, thì cặp loa nó còn có 14.5 triệu thôi. Đó, anh em thấy không? Đó là các cái chi phí mà mình phải trả để mình ship được cặp loa về. Nên cái mức giá mà cho một cặp loa AR bát 3 tấc thì nó được xem là rẻ chứ không phải là mình là hợp lý nữa. Vì cái mức giá đầu tiên Khôi đăng á là 19.500.000 đây, 19 triệu hoặc là 18.500.000 thì cũng có thể bán. Nhưng mà hôm nay muốn thu hồi vốn nên là sẽ lấy chỗ nữa nên sẽ bán mức giá là 16.500.000. Rồi, anh em nào mà thấy hợp lý thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Thì về hình thức giao dịch thì anh em có thể chuyển khoản cũng như là ship code thì cọc trước cho Khôi 30%. Này tất cả là đều không bao ship anh em nha. Ở Sài Gòn mà anh em không tự chở được thì mình hỗ trợ bao ship tận nhà. Còn ở các tỉnh thì mình phải đóng hàng đi bưu điện và đóng hai kiện để an toàn và dễ bưng bê. Rồi Khôi xin phép tạm dừng ở đây và chúc tất cả mọi người sẽ lựa chọn được món hàng ý. Nếu mà xem mà chưa món này chưa ưng ý thì cũng đang nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông, bật chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo mà khi Khôi đăng tải lên anh em sẽ nhận được. Khôi xin phép tạm dừng ở đây và hẹn gặp lại. Vắng anh cũng thành đông dài,
bài ca cô hát buồn rũ lòng ngày đêm đêm nức nở nhớ anh xuống trời hỏi anh biết hay mộng.